Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Trang lại tiếp tục giúp các bạn ôn tập bài về nhà nhé. Chúng ta vẫn tiếp tục với Unit 10, chủ đề về phrase. Nhưng ở Unit này vì chúng ta đã học mẫu câu là how many, hỏi về số lượng. Nên là phần này các bạn sẽ ôn tập lại số đếm này. Và cô giáo tiếp tục dạy các bạn số đếm. Kỳ 1 các bạn học từ số 1 cho đến số 20 rồi. Và phần này cô giáo sẽ giới thiệu với các bạn phần số tiếp theo, đó từ 21 cho đến 100 sẽ đếm như thế nào. Thì các bạn sẽ nhìn vào màn hình nghe và nhắc lại theo cô nhé. Cô cùng chúng mình ôn tập. Ok, so everyone look at screen. Listen and repeat after me, part 2 numbers. Chúng mình sẽ cùng ôn lại số đếm từ 1 cho đến 20 một lần nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Ở những số này các bạn học thuộc lòng thì cô thấy các bạn học thuộc hết rồi, nhưng vấn đề là chúng ta đẩy âm cho đúng, phát âm các âm cuối. Ví dụ các bạn chỉ đọc phải đó, nhưng mà chúng ta âm này sẽ đọc nhau nhỉ. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo nhé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Các bạn nhớ đuôi trên này là của số mười mấy, được chưa nhỉ? Và cứ có đuôi chi thì là các số tròn trục. Vậy các bạn sẽ học từ số 21 trở đi này. Các bạn nhìn vào nhé. Cách đọc số như thế nào? Thì các bạn sẽ đọc một số từ 21 trở đi bằng cách là 20 là 20. Vậy cứ tiếp tục 21, các bạn thêm chữ 1 đằng sau là 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tiếp tục nhá, tương tự như thế, 29 rồi đến 30 đúng không? 13 là 13, vậy 30 của chúng ta sẽ là 30. Nhớ đuôi T nhá, đuôi T của số tròn trục. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100 sẽ là 100. 200 thì các bạn chỉ cần nói là 200, 300, 400. Tiếp tục đếm như thế. Nào, các bạn sẽ thực hành nói từ 31 đến 40 cho cuộc sẽ nào. 31 chúng ta sẽ là 30 sẽ là 30, vậy 31 sẽ là 31. 32 sẽ là 32. 33, 34. Chúng mình cùng thực hành bằng cách là đếm cùng cô nhé. Nào, các bạn nhìn vào đây và cô giáo sẽ thực hành luôn với các bạn phần phần gì nhỉ? Ghi. Viết nó ra như thế nào để các bạn quen nhé. Now everyone, look at screen. Nào, các bạn cùng thực hành với cô số bao nhiêu nhỉ? Các bạn bắt đầu với số 31. 31 của chúng ta sẽ là, đầu tiên sẽ là 30. Vậy 1 sẽ là 1 đúng không? 32 sẽ là gì nhỉ? 32, 32. Cứ tiếp tục. 33 là gì? 33. 34, 34. 4 là 4. 35 là 35. Đó. Tiếp tục với 36, các bạn nói thế nào nhỉ? Nào, 36 thì vẫn là 30 đúng không? 36 chúng ta có 36. 37. 37. 38 là gì nhỉ? 37 38 sẽ là 38. 39 sẽ là gì? 39. Và 40 của chúng ta sẽ là 40. 40 ở đây các bạn lưu ý cho cô, nếu chữ for của chúng ta mà là đây, for hoặc 14 có chữ U ở giữa đúng không? Nhưng 40 thì các bạn lưu ý là không còn chữ U nữa, lưu ý cho cô nhé. Đó, thế thì cô giáo vừa dạy các bạn vừa cách đọc, cách viết của số
từ 21 trở đi đúng không? Vậy các bạn lưu ý cũng tương tự như thế, 40 rồi, 40 rồi, vậy 41 sẽ là 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và tiếp tục là 50 sẽ là 50. Tương tự như thế các bạn cứ đếm tiếp và chúng mình sẽ ôn tập cùng cô lại phần hoa quả. Ok, so everyone, listen and repeat after me. Pineapple, banana, watermelon, orange, apple, pear, kiwi, lemon, plum, peach, grapes, cherry, melon, mango, strawberry, dragon fruit, jackfruit, coconut. Rồi chúng mình cùng ôn tập bài về nhà. Phần này cô giáo yêu cầu các bạn là làm gì? Làm bài tập về nhà, viết từ mới và sau đó là tự quay clip đếm từ 1 đến 100, đếm từ 1 đến 100 nhá, đọc liền luôn. Từ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và đến tiếp tục đếm lần lượt nhá. Đến 20 thì phải đếm là 20, rồi 21, 22, nhớ chưa nhỉ? Đếm từ 1 đến 100, sau đó là quay clip gửi cô nhá. Ok, so goodbye everyone.